Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bird TV sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Việt Nam vượt mốc 10.000 bệnh nhân Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh cân nhắc phương án cách ly F1 tại nhà. Người dân Bà Rịa Vũng Tàu được đăng ký mua, cam kết tiêm vaccine Covid-19. Đầu tiên là những thống kê mới nhất về tình hình dịch Covid-19 hôm nay. Tình hình trong nước. Bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế sáng 12 tháng 6 cho biết tính từ 18 giờ ngày 11 tháng 6 đến 6 giờ ngày 12 tháng 6 có 68 ca mắc mới, trong đó 0 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 68 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 29 ca, thành phố Hồ Chí Minh 20 ca, Tiền Giang 10 ca, Bắc Ninh 8 ca, Lạng Sơn 1 ca. Trong đó 64 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Trong ngày hôm qua 11 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 196 ca mắc mới. 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu 10 ca, Tây Ninh 1 ca. 185 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 95 ca, thành phố Hồ Chí Minh 48 ca, Bắc Ninh 28 ca, Hà Tĩnh 8 ca, Hà Nội 6 ca, trong đó 168 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến 18 giờ ngày 11 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 8.350 ca ghi nhận trong nước và 1.630 ca nhập cảnh. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến ngày 11 tháng 6. Cả thế giới có 175.665.251 ca mắc, trong đó 159.213.982 khỏi bệnh, 3.790.034 tử vong và 12.661.235 đang điều trị. 84.474 ca diễn biến nặng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 449.183 ca, tử vong tăng 11.871 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 24.572 ca, trong đó, Indonesia tăng 8.083 ca, Malaysia tăng 6.849 ca, Philippines tăng 6.686 ca, Thái Lan tăng 2.290 ca, Campuchia tăng 655 ca, Singapore tăng 9 ca. Tiếp tục với các thông tin về dịch bệnh COVID-19 đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh cân nhắc phương án cách ly F1 tại nhà. Trả lời câu hỏi của báo chí về phương án cách ly F1 tại nhà trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 diễn ra chiều 11 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã suy nghĩ về vấn đề này. Theo ông Hưng, cách ly tại nhà có ưu điểm là người cách ly cảm thấy thoải mái về tâm lý nên dễ dàng tuân thủ. Việc khó nhất của cách ly tại nhà đó là liệu rằng chúng ta có giám sát được sự tuân thủ của họ hay không? Ông Hưng đặt câu hỏi. Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết theo quy định, lực lượng chức năng như công an khu vực, tổ COVID-19 cộng đồng phải giám sát việc này, nhưng thực tế rất khó giám sát các tiếp xúc trong nhà. Ông nêu ví dụ có nhà rất nhỏ, không đủ điều kiện cách ly y tế, không có phòng riêng. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết thành phố đang suy nghĩ các biện pháp phù hợp để đạt được mục đích kiểm soát sự lây nhiễm khi cách ly tại nhà. Ngành y tế cũng tính đến các phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ để kiểm soát sự tuân thủ của người cách ly trong khuôn khổ quy định pháp luật. Thành phố Hồ Chí Minh, giãn cách xã hội vẫn rủ bạn đến nhậu, 6 người mắc Covid-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Lê Trương Hải Hiếu cho biết quận 12 vừa phát hiện 6 ca mắc Covid-19. Trong thời gian giãn cách xã hội, một người đàn ông vẫn tổ chức nhậu với 5 người bạn. 6 người này sau đó đã mắc Covid-19. Theo ông Hiếu, ngày 5 tháng 6 trong thời gian giãn cách xã hội, ông TVB có đủ 5 người đến nhà tổ chức nhậu, trong đó có một người đến từ quận 7 và một người đến từ huyện Hóc Môn. Sau đó cả 6 trường hợp đều dương tính. Ngành y tế đã tích cực truy vết, cách ly 16 trường hợp F1 liên quan đến 6 ca bệnh này. Báo cáo về diễn biến dịch bệnh, ông Hiếu cho biết đến nay ở quận có 51 ca dương tính, chủ yếu là phường Tân Thới Nhất và phường Thành Lộc. Hiện hai phường này không phát hiện thêm ca dương tính từ ngày 7 tháng 6. Do đó ông Hiếu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho quận 12 thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cho toàn quận từ ngày 12 tháng 6. Trước đó, phường Thạnh Lộc, quận 12 thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Người dân Bà Rịa Vũng Tàu được đăng ký mua, cam kết tiêm vaccine COVID-19. Chiều 11 tháng 6, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã phát đi công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh này về việc đăng ký mua và cam kết sử dụng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, hiện tỉnh này đã có kế hoạch tiêm vaccine cho toàn dân. Để nhanh chóng tạo ra miễn dịch cộng đồng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang tiếp cận nhiều nguồn vaccine ngừa COVID-19 như AstraZeneca Anh, Pfizer, BioNTech Mỹ, Sputnik V Nga.
Do đó, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương đăng ký số lượng người tiêm vaccine ngừa COVID-19 bằng văn bản trước 10 giờ ngày 21 tháng 6 về phòng nghiệp vụ Sở Y tế để tổng hợp nhu cầu. Về đối tượng được đăng ký mua và sử dụng vaccine, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho biết người dân bình thường, không thuộc các tổ chức, cơ quan, đơn vị cũng có thể đăng ký mua và cam kết sử dụng. Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết sau khi có số lượng nhu cầu, tỉnh sẽ tổ chức đàm phán, kiểm soát, chất lượng, số lượng, giá thành với các doanh nghiệp đủ điều kiện. Và khi có giá chính thức và xác định chủng loại vaccine cần mua, tỉnh sẽ công bố thông tin rộng rãi cho người dân, doanh nghiệp, người lao động. Việt Nam được nhận trong số 500 triệu liều vaccine Pfizer của Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo Mỹ sẽ tài trợ 500 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer, BioNTech cho 92 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội chiều 11 tháng 6, 92 quốc gia này là những nơi đang rất cần vaccine để chống dịch COVID-19. Chỉ cần virus này còn tồn tại ở đâu đó trên thế giới, tất cả chúng ta đều có nguy cơ mắc bệnh. Chúng ta phải đánh bại nó ở khắp mọi nơi. Chúng ta cùng nhau vững mạnh hơn, và cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch này. Theo thông báo trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Trước đó, theo hãng tin Reuters, ngày 10 tháng 6, Mỹ công bố kế hoạch quyên góp 500 triệu liều vaccine COVID-19 trước thềm các cuộc gặp của Tổng thống Biden với các lãnh đạo G7 ở Anh. Mỹ cũng kêu gọi các nước G7 làm như mình. Sau đó, cũng trong ngày 10 tháng 6, Thủ tướng Anh Boris Johnson tiết lộ nhóm G7 sẽ chia sẻ 1 tỷ liều vaccine COVID-19 với thế giới, trong đó có hàng triệu liều đến từ kho dự trữ của Anh. Các nước khác như Nhật Bản, Canada và Liên minh châu Âu, EU đều đã hưởng ứng. Con số 1 tỷ liều Thủ tướng Johnson nêu ra dường như bao gồm 500 triệu liều vaccine của hãng Pfizer, BioNTech mà ông Biden tuyên bố sẽ tặng cho các nước. Hãng dược Pfizer và đối tác BioNTech dự kiến cung cấp 200 triệu liều trong năm 2021 theo yêu cầu của Mỹ. 300 triệu liều tiếp theo sẽ được giao trong năm 2022 để hoàn tất việc chia sẻ cho 92 quốc gia thu nhập thấp và các thành viên của Liên minh châu Phi. Bản tin COVID-19 của Bơ TV hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị vào bản tin ngày mai.